Ngày 22 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với Trần Công Dũng, 44 tuổi, ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Vào khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7, Dũng đã đến một tiệm vàng ở xã Phú Quế, huyện Long Hồ, giá vờ hỏi mua vàng và được chủ tiệm vàng đưa chiếc nhẫn vàng 24 carat, trọng lượng 5 chỉ cho Dũng xem sau đó Dũng liền đeo vào tay rồi bỏ chạy ra hướng quốc lộ 1. Cùng lúc này, có một người đàn ông 33 tuổi đang ngồi uống cà phê gần đó thì nghe tiếng tri hô cướp. Anh này thấy nghi phạm đang bỏ chạy, ngay lập tức đuổi theo được khoảng 100 m thì đuổi kịp và quật ngã bắt được Dũng, bàn giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền. Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc, khám nghiệm hiện trường và đưa Dũng về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do thiếu nợ khoảng 6 triệu đồng đến hạn trả mà không có tiền nên Dũng vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua, khi chủ tiệm đưa chiếc nhẫn cho xem thì liền đeo vào tay bỏ chạy và định đem bán để trả nợ. Dũng còn khai nhận mình đang làm việc cho một công ty, ngoài giờ làm việc thì Dũng đã chơi đánh bạc trên internet nên mới dẫn đến việc nợ nần. Riêng người đàn ông bắt cướp với thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản nên được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng và giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen.